nhiêu ria ta? Bao nhiêu riêng? Ở đây là 330 riêng. Ngon hơn. Giờ nó 300. Đây khu làm đẹp. Nắng vô đường này phải không? Này à? Không phải đâu kia. Đường kia. Vẫn là mưa mưa. Tôi đang xem đây. Xa lắm. Ok, đây nè. Đã mưa mưa. Bông rồi đầu clear. Clear men. Delay đi bất nơi lại nha. Vì lỡ việc có ăn hai chiếc vay delay không bỏ. Chà, vì lại ăn mất 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 vay. Vì vay delay không bỏ. Vay từng ngày nó chanh nó lỡ nè. Vì vay từng ngày nó chanh ngay phải lật á bỏ. Nghĩa ngay phải lật nó lỡ. Ngày làm ở đây đây. Delay việc. Làm ở đây tây. À, không hôn không biết. Hết hạn mấy ngày mới không biết. Giờ có hồ delay không? Thì tâm là tâm thao biết cỡ hồ delay. Ngay làm, ngày nào ngày nào. Để hết hạn không nói. Hết hạn cho ta. Anh nói tôi tinh nhật thông còn tư rồi. Cái này. Cái lớn à? Này nè, cái này. Mẹ thông à? Ồ, thông một cái nhỏ. Hơi nhỏ. Này bao nhiêu? Việt Nam. Việt Nam bao nhiêu? Còn Campuchia? 100.000. Campuchia bao nhiêu? Campuchia 17,000. 17,000 hả? 10,000 hay 17,000? 10,000.
Có bật chưa? Bật do mạn. Việt Nam mới riêng. Là một. Mua giờ thơm rồi. 10.000 700 ria phải không? Bao nhiêu em tiền ria? 10.700. 17.000. 2.000. Cho nó 20.000. 10.000. 10.000 nữa là này phải 10.000. 20.000. Chúng ta thôi. Thôi. Thôi mà thầy. Đa linh. Cô chọn màu tạo sạc mai linh. Màu bóng tâm tình. Cô đa linh ôm tình. Cô chọn đơn giản. Cô xa xoay đi đi. Cô đánh cơ cá đây. Có rồi. Cô khang này là rơ xí này. Khang lụa mà tô thâm thống á. Ừ. Người Việt Nam. Cô sọc máy chẳng tính cơ lụa này. Đúng đồ bạc. Tên lúc tâm tạo thì dương dương trên đây. Bán nhang mũi mà. Đây bánh. Rồi. Bánh cam. Nhang mũi. Nhang mũi. Ở đây nè. Không có tốt đâu, nhà mua cái thái. Cái thái này có thái không? Này có thái ở này giống nhà đang xài vậy. Ừ. Đây ở ở cái nhân nhân nguyên bự á, nhân bự á. Nhân dầu dầu nên ngon hơn. Nhân vì cái này nè. Ờ. Ừ. Bao tiêu đấy. Mua. Alo. Bên ai chào con. Thông mua trong tiệm thông mua mà đông mà. Mới có hàng. Mà đông túi nữa. Mà đông thông mà. Ờ là chắc mới ngàn riêng. Mới ngàn riêng là một bộ làm sao. 600 gram up. Nó có bao nhiêu năm tiền? năm hộp chắc 10.000 riêu bao nhiêu tiền Việt ta? 10.000 riêu mà mươi lịch mai mà lịch đông chứ không? mười mơn này không biết tên chắc 70.000 mười ngàn tiền Việt là 17.000 tiền riêu vậy hả? 170 hả? Rồi 60 ngàn nhé. 60 ngàn, ta đang 60. Lấy 5 hộp nữa, chị lấy 5 hộp. Đây à. Trái tên bằng hộp. Lấy 5 hộp á. Vô bẻm bông. Bẻm ốp. 5 hộp. Bẻm ốp. Nè đông á. Một cục kia nữa. Ờ. Đó là 5 hộp. Ờ, 10.000 ria phải không? Tôi thích nhận đậu. Mình nên sửa.
Nè, nè, đồ như này. Ờ. Nhắn nó. Nó tốt lắm. Đồ một cái đấy để. Là ở Việt Nam ăn nhiều lắm ạ. À. Ăn cái này ăn đồ mười mười mười. Một ngàn đây, một ngàn kia. Phải đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Phải 10 ngàn không? 10 ngàn. Rồi 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn kia. Ngàn xìa luôn. Ờ. Nói chơi. 10 ngàn thôi. Đi nhăn mũi. Mũi thấy. Sao bông? Sao bông? Không. Sao bông Việt Nam? Không đâu. Tiền kim lên. Ừ. Việt Nam có còn rẻ hơn Việt Nam. Ừ, Việt Nam rẻ hơn. Cái đây 92.000. Có thế, Việt Nam có thế. Thái, Thái. Ừ. Thái, Thái Lan. Cái này có, đây bán đồ Việt Nam. Ừ. Còn đó là Thái Lan. Sao bông. Có bánh không? Kẹo. Bánh, bánh, kẹo, kẹo, kẹo. Việt Nam, Việt Nam. Bánh của Việt Nam đây. Thái Lan có Thái Lan. À, Campuchia, của Campuchia. Thái Lan, Campuchia. À, của Thái à? Ờ, bọc Thái rồi Thái. My soul, candy. Đây của Thái à? Bao nhiêu một bịch không? Không ăn, không. Bực mai à? 65.000 tiền riêng. 65.000 tiền riêng. Ờ, tiền riêng. 65 tiền riêng. Thì Việt Nam ta? Thì Việt Nam chắc 40 ngàn nhé. 40 ngàn. 45 ngàn. Thế có đủ, còn đủ.